Cơ quan y tế khu vực Gaza ước tính khoảng 300 người thiệt mạng và 800 người bị thương ở dải Gaza chỉ trong vòng 24 giờ vừa qua, trong đó phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Palestine, cuộc xung đột tại dải Gaza trong 8 ngày qua đã khiến 2.329 người thiệt mạng, 9.042 người bị thương. Cơ quan này cũng nhận định số người thương vong đã vượt quá số người chết trong cuộc xung đột ở dải Gaza năm 2014. Theo dữ liệu từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc, OCHA, cuộc xung đột Israel-Palestine tại Gaza năm 2014 là cuộc xung đột thảm khốc nhất, với ít nhất 2.251 người Palestine thiệt mạng ở Gaza trong 50 ngày giao tranh. Đài CNN cho biết nỗi lo sợ đối với người dân ở dải Gaza càng tăng lên khi Israel tuyên bố đang chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột với lực lượng Hamas, bao gồm các cuộc tấn công trên diện rộng và các cuộc đổ bộ. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu các hoạt động quân sự quan trọng khi nhận thấy người dân đã rời khỏi khu vực, Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, nói với đài CNN. Ông Conricus cũng nhấn mạnh phía Israel đã rất hào phóng về thời gian di tản khi cho phép người dân rời miền Bắc Gaza trong suốt 25 giờ. Trong phát biểu tối ngày 14 tháng 10, phát ngôn viên quân sự chính của Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cáo buộc Hamas đang cố gắng lấy dân thường làm lá chắn sống. Chúng tôi sẽ sớm tấn công thành phố Gaza trên diện rộng, ông Hagari tuyên bố trên truyền hình địa phương, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể của cuộc đổ bộ. Trước đó, quân đội Israel đã hai lần thông báo yêu cầu người dân ở dải Gaza di tản về khu vực phía nam lần lượt vào ngày 12 và 14 tháng 10.